chắc cái tên đam đau dù cố đam tài mà đố ai promo phát bán rồi hồi tất đôi sao sắp cho nằm nâng ai cắt lũ bán rồi thằng ngày. Chế sản ai cái tên sang song tê trò trị cầm tổ tu sang song tu tiên bổ tê bà chăng bàn tê trò trị cầm bà góp đôi stong đà côn nập hiệp bà chạy cái tên sắp mai tùm nếp xôm tùm nẹ tùm nôn tàm lê tù sạp. Nên không video này chúng mong bọn đăng bí bà chạy cái tên này không cả đám bà đáy đám bấy dô cụ mình mẹ đám bà đáy đám bấy dô bà đáy tí hãy rộng bộ này cả đám bà đáy ní cứ xa xa chả nơi khả nông bà tế thái bí bố thái bà đáy nâng mang lại tới chìa bà lại để mình chân nạp bà rộng khô xâm rạp nạp đàn đàn tì krong rồi còn hẹn đàm mình thọc bán nhằm bà đáy nhưng chẳng kê có bán nông khuyết đáp nó bây bất cuồng bà lại nâng tài càng tiếp xa. Hãy bà đá ní khi chìa bà phết rù cơ chìa đà vì ai chai chân ai thua tới chìa bà lại có bán hay dù tật thua thân nằm có bán. Hãy về xa xóm khai tới chìa đồng nằm bà nền chạy cám vì bù thà về ai rút nơi bàn chân chân nằm. Đâm tà mà đó mà tay ai bà mô phò rừng ở cách cùng bà đá nôn lũ bàn bình mê chân nằm hái. Nó viên nâng bà tô bà đá phò bà là hồ tật đó chờ bà đang ní đâm đó đâm bầy khai tới chìm một hộp cho nó bà chăm thang ngay bà tỏa bà chá thư xa chăm ca rồi bà kê đài chẳng chụp bố ca đâm bà đang ní cứ kê bán chạy chân chụp bì bông phong lại đâm đòi bà bụi cọp của bán hay đâm đó đòi bà bụi đam của bán có phần tái ca bà bụi cọp cứ trở bán kê lực tự chân bì phụ thai viên nghi bà đầu tế đào kê ai dương dô phai bà đang đi dương bạc bì bởi màu nắng cứ dừng bạc phí nên dùng về màu đạc bạc đọc phí lương. Hai trong bộ cả đám đòi bà bụi bạc đọc cớp cứ vì mẹ dụng quen hay vì cũng mong muốn chương cả đòi đám đòi bà bụi để kết cắt đám đài. Hai mươi bình thiết là bởi đầy dừng dùng cớp bạc đào nâng mà bạc đọc cứ mình chạm mạch bộ sụp bộ trên thế phái bạc đào nâng. Hai cô mình chạm mạch bộ thật đó sụp bộ cớp đài chẳng mình đi thay dựng bạc. Máu cứ dân đặt bảo vệ tầng mà đồn chẳng tờ. Hay mùi viên tiết châm bùa ạc ra đâm nô để kê lương tình chất ấy dương bác phái bà đang dùng mà bà đó cứ bác phìm nhưng dùng mà bà đó phìm. Hay bà xanh bà dương tục dù là hậu tất đo vì mình đã dụ cho răng khái ạc ra đâm nô bảo vệ tầng sẽ châu. Hay cọp bùi đại mình sơn là ố cứ chơi cọp bùi đại mình ạ dụ lực bì bùi mùi khai chẳng ạc ra đâm nô bảo vệ tầng châu bì sai sấp châu mà đập răm phía rồi chẳng kê ao dương dục lỗ bạc liêm và đọc liêm hai mươi bình tiết chân rơ dục bùi đài miên ai dụ kraum bùng mùi khai cầm ai đọc bùng mùi khai cư viết sật đầu tì hai trăm bông ca và đọc cư nghi y tế bông bộ nghiệp trong đây nơi khăn nông thân và đọc tớ đời miên đây miên sạch miên ca miên bì mùi sạch đầy chạc lỗ nơi khăn nông bạc liêm màn xa mạc nghiêm máu bởi dưỡng đạm bà chán cứ đạm bà chán thằng buồn mục nặng ở xe mà kìa màu và tốt máu hiệp trong bà đạn nơi khăn thân tớ hay dù cọp rồi cọp lại bà đạn nâng dụng về mặt đạn tớ hai chùm bùa bà vầy đầy dưỡng đạm bà chô tớ khăn đầy bà đạo bà dưỡng cư bà hai chia mùi in hai bà tập máu cư dưỡng sau tập về ở chỗ tớ hay tục về dọa về mùi tớ chẳng cứ kê bàn dịch hà bà tập bì dưỡng hiệp trong đạm bà đạo hơi dọa về cho lọc bì mặc hai tớ bì khai chẳng bà đạo nâng về cho bà đạo miếng bà lộ màu hái hay có chiếc bê để dân ảnh dụng vì ta đảm bàn này hay bây giờ bây dân chân ở bàn vì hiện rừng mòm kháng dân ảnh tục vì lâu tự đạo bây khái có vì ở đây đài hai mươi bên tiết trong bộ ca thay tổ ấm bà này cứ nghi nghi tế hay bây giờ bà bông phổ ơn chân bàn cụm bà đào luộc vô chung bình mà chả nám cứ kỳ lực tự chất ở dương nghiệp cho bà bông tật sợi sợ bài bàn lộ đi bộ bàn khai nâng vì thâu nâng chân tới chẳng mình đi thay nơi đợt bán có viên nâng bà đò cùm bà đá nâng ở dương lũ đài bộ thật cả nà thọ tất lúc cái chuyện ấy có viên bà bà nâng bà đò phò là dương đài chẳng xin bà chẳng bán phò chẳng bán lùi bì bìa là hốt bông bồn ai chụp này đam tôn hiện tràn thì tới bị đam tập bồn hai năm muối vì mình đam tất cả đam mọi chân làm tề vì đam một đống cứ ai vào một họ ban dù mình tên chân dương ai chụp này đam bồn bị tập bồn thì tới hay chân làm bật top cứ dương lên chụp này vậy muối thiết chụp của cả đại trí bát tha đầm nằm đào ní vị trí bập hết bà lại rồi chẳng dương nam đam mạnh đã chi đam mạnh đã tất có ban đây có bàn tay để sao dương ban cai prai bập hết lại rơi dương mà vừa thì chia lại sốc đôi chân đấy dương thay cho ban phò vì vậy chẳng bớt mà cho ban phò vì vậy tôi thảo ấy chân này vì sinh là chẳng cái ao dương đã chi mỗi sạn nước mà chân nam nước hỏi nào có ban pi đồ đài chẳng bớt mà dương bạn đã có ở đây đã còn tham từ phò bởi dương vì dương tiệp
hay nâng thua smile thua ấy thật tam đôi tình dưỡng đam thật nam sinh đại bộ thật gần là mình smile chán và mình rụt và chán sẽ là tôi chán chẳng vì thua ai bắt đại bộ dương mình sẽ lộ nhưng bà trẻ thích tiền chăm phu cả đám cứ mong phong ạch đám cho lọc vì mà cung tư mà cung cứ mà mãi cả lạc con nâng mà mãi cả lạc bà bán rồi có vì mãi con vì mãi cả bán đại thật tam và vậy để mong phong xa lành các bàn tay trên tì bình dụng để khả năng bà thế thái cứ cho lọc đại kết đám cho lọc vì mà cung tư mà cung nâng vì mà chúa tư mà chúa cứ mùi mãi cả lạc con nâng mà mãi cả lạc kết đám bà nâng vì bà thầy cái cách là hồn chẳng ta biết có một sợi chỉ rịch thông đại hai chấm phố cả đám không một cung cứ cái đám cho lọc bì bì tại bảy đàm đàm bầy ở cùng với thông lò mình thấy cái đá côn đàm đá đám nâng á cứ bảy đàm để bóng phố mạng trên không vì thầu nâng chẳng hai bà tỏa bà tiết chấm phố cả bà mô phố tại bảy bóng phố đám cứ vì mình là dụ cho lọc bì mà chẳng tầm chẳng tầm cả lá cứ bà đàm nâng vì chấp bà đàm mình cô mày hay côn nâng cứ ai cho lọc bì bà mối từ đọc đám hai mươi bình tiết và sân bà bóng phong thai tôm với bà lõ nơi cho lõ chân năm tì bồng mũi từ tì bồng phái cư viên nâng cho bà đám bà đo cùng bà đang nâng bán cho ra mình tên hai bà sân bà dương thai tôm với bán canh tà lõ tiết viên nâng bà tô đo cho nó ở dương lõ tự đo cho lõ bí xám tăng xa sắp chân năm đi cứ chi ai dụ ca rồi bảo vệ chào con. ទាំងអស់ពួកយើងធ្វើឡើងដើម្បីអនាគតកម្ពុជាសូមជួយ ខាសាឡាធុរកិច្ចត្រៀមខ្លួនរកស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2024បងរៀននៅអ្នកជំនាញធុរកិច្ចនិងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំដែលរំលែកសិភើកំណត់លក់ចំនួន3000ក្បាលឬឥតគិតថ្លៃនិងមានមហោស្រពសិល្បៈសម្ដែងជូនទស្សនាផងដែរស្តង់អាជីវកម្មស្តង់អាហារស្តង់សុខភាពស្តង់បច្ចេកវិទ្យាជាង200អាជីវកម្មនិងជួបជុំគ្នាធ្វើបទបង្ហាញលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសនិងចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកទស្សនាផ្
2023នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ITC ឬសាលាតិចណូយើងជួបជុំគ្នាយើងចែករំលែកជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មយើងដើម្បីអនាគតប្រទេសយើង